đầu like cho cả nhà của em luôn nha cả nhà ơi. Hello chị Ngân Lê, hello chị Ngọc, hello chị Kim Chi, hello chị Ngọc nha. Hello tất cả các chị đẹp của em luôn nha cả nhà của em ơi. Đây đầu like hôm nay em sẽ lên cho mấy chị một con áo lẻ em đang mặc trước nha cả nhà ơi. Đây em đang mặc hiện tại nó sẽ là mã CM13 cả nhà của em ơi. 89.000 một áo, quần 85.000, cả set đang like là 174.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi để em ghim cái sản phẩm lên cho mấy chị với giá rất là hợp luôn cho mình nha. Hiện tại em đang mặc thì nó sẽ có rất là nhiều màu cho cả nhà của em luôn nha. Từ màu sáng tới màu tỏi là em có đủ cho cả nhà luôn. Rồi 89.000 một áo, quần là 85.000 luôn giùm em cả nhà ơi. Đây đang mặc hiện tại cho em nó sẽ là mã CM13 cả nhà của em ơi. Nó sẽ là một con, cái nền của nó là màu, nó giống như là cái màu trắng thì mấy chú ơi, cái màu nó kem kem vàng vàng á cả nhà. Cái hình nó sẽ là màu xanh giùm em nha. Rồi em đang mặc hiện tại cho cả nhà của em luôn, nó sẽ là mã CM13 cả nhà ơi. CM13 89.000, con này chọn giùm em là CM5 cả nhà ơi. CM5 89.000 luôn giùm em nha. Con này chắc tải gì em? Dạ con này chắc phải, bên em sẽ phải thun lưới mềm mịn cơ dạng thoải mái và thoáng mát cho mấy chị rất là nhiều luôn nha. Và con này bên em sẽ là mã CM1 với giá ưu đãi cho mấy chị là 89.000 là một áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay. 40 con cho đến 85 con vai đầu luôn cho mẫu này luôn, là mấy chị sẽ mặc vừa và mặc đẹp nha. Lỡ có trường hợp không vừa hay bị lỗi gì đó bên em phản hồi trao đổi cho mấy chị trong vòng 3 ngày luôn. Đây con này chọn giùm em là CM16 cả nhà ơi, 89.000 áo giùm em nha. Quần là 85.000, cả một set đăng la là 173.000 luôn giùm em, 174 nha cả nhà ơi. Trời ơi con này là CM16, nó sẽ một con màu xanh, còn em đang mặc nó là màu cái màu nền nã nha cả nhà ơi, rất là nhã nhặn cho mấy chị luôn. Đi đám đi tiệc đi lễ đi chùa đi đâu cũng phù hợp luôn giùm em ha. Nó chỉ có giá là 89.000 thôi cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em, nó là mã CM16 cả nhà của em ơi. Chị 52 con được không em? Dạ 52 con này chị chọn size số 2, còn chị 40 con thì nhấp phật với hạn mình chọn size số 1 luôn cho chị là vừa đẹp luôn cho mình rồi nha. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi, con này chị nào lấy chọn giùm em, nó là mã chắc phải co giãn không ạ? Dạ chắc phải, đương nhiên là nó sẽ có độ co giãn cho mấy chị, nhưng mà co giãn mức độ vừa phải chứ không co giãn nhiều cho mình luôn nha. Đây con này chọn giùm em luôn. Tao biết nó cái gì á. Đây con này chọn giùm em là CM16 luôn giùm em nha, chắc hồi tối mới được một cái này. Đây con này chọn tao ngủ mà nó cứ rè đó, cứ rè 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 nó đưa cái mặt nó vô. Đưa nắm giọt. Đây con này chọn giùm em là CM14 à nhà em ơi. Rồi con này chọn giùm em, chị nào lấy chọn giùm em mẹ sẽ là CM14 à nhà ơi. Rồi hiện tại dạ. Mấy chị xem là con CM14 luôn cho mình nha. 40 con sẽ lên và từ 85 con qua đầu luôn cho mấy chị luôn. Đặt hàng cái mẫu này lên chiều cao và kèm với con nặng của mình luôn đi mấy chị. Tư vấn sao cho mấy chị rồi là chiều có vừa và có đẹp luôn cho ngày rồi, hôm nay nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em, nó sẽ là mã CM16 nha cả nhà ơi. Đơn giản nhẹ nhàng dễ mặc cho em luôn. Không kén da, không kén dáng, không kén độ tuổi luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là CM11 cả nhà ơi. CM11 hai bộ đồ lam xanh lam tiếng Huế, chị Nguyễn Minh mua gì lên này đi chị, em hỗ trợ luôn cho mấy chị đặt hàng nha. Đây con này là CM11 cả nhà ơi. CM11 89.000, nó sẽ là màu xanh luôn giùm em như thế này nha cả nhà ơi. Con này là em sẽ lên hàng mới cho cả nhà của em luôn, nên chị nào mình ưng được em đang mặc thì mình tranh thủ vào giỏ hàng. Mẫu thì em đã có ghim lên giỏ hàng rồi, để em ghim lại cho mấy chị nha. Rồi để em ghim lại cho mấy chị lần nữa nha. Áo CM11 cả nhà ơi, con này chọn giùm em, nó sẽ là mã CM11 89.000 luôn giùm em nha. Quần là 85.000, cả một set đang la là 174.000 luôn giùm em nha. Đơn giản nhẹ nhàng cho em luôn. Đây mấy chị nhìn nè, cổ bên em nó sẽ là cổ tim nha, thiết kế là nút ngọc như cả nhà ơi. Đóng hết cho mấy chị luôn, mặc là không lo vấn đề bị lộ và bị hở cho mình nha. Rồi và mẫu này hiện tại em đã mới ghi lại cho mấy chị rồi nha, ghi cho mình với giá rất là hợp luôn cho mấy chị rồi nha. 89.000 à, đồ bên em đẹp mặc ai cũng khen. Cảm ơn chị Hồ Phượng Nhã nha. Vàng ơi em nói rồi mấy chị ơi, nhận hàng bên nhà Cúc Dưỡng về là chỉ có đẹp và hài lòng luôn thôi cả nhà ơi. Cái gì? Lạnh. Trời ơi giờ này lạnh không ơi. Tao được cũng chết luôn á. Rồi con này chọn giùm em vậy đó hả? Tình nhiệt quá. Thương quá. Đây con này chọn giùm em là CM15 cả nhà ơi. CM15 luôn giùm em nha. Đây con này chọn giùm em là CM9 giùm em nha. Ủa chị nói chị thương em mà. Tao có mượn thương cái kiểu mà vậy hả? Trời ơi em thương nó cũng chịu nó mấy chị ơi, mà em thương cũng thương nó cũng hợp chuỗi em nữa, mà giờ em thương nó cũng chuỗi thương em một nữa. Cái kiểu mà như là đây con này chọn giùm em luôn CM9 gửi chị ba bộ
Sao chị muốn thêm, ok chị hỏi Dương Thúy cho lớn này đi, chị bên em hỗ trợ cho mình nha. Lớn này bên cũ mới cho lớn này đi. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chớ ơi. Con này chọn giùm em nè. Con này chọn giùm em nó sẽ là mã CM12 cả nhớ ơi. CM1289.000 luôn giùm em nha. Mà hiện tại đang cầm là con CM12 luôn cho mấy chị nha. CM1289.000. Mẫu đang ghim ơi. Em đang mặc là em đang ghim mấy chị Bông ơi. Chị Bông ơi em đang mặc là em đang ghim nha cục vàng ơi. Đây con này chọn giùm em mã sẽ là CM12 cả nhớ ơi. CM1289.000 luôn giùm em. Cổ tim nút ngọc tay dài nha cả nhớ ơi. Rồi chị nào lấy con này chọn giùm em là CM12 cả nhà của em ơi. Chị 52 con thì chị nhắc vào cái hàng mình chọn xe 2 nha. Có xe tà không có chứ? Dạ có chứ chị ơi. Bà ba là đương nhiên là nó phải xe tà rồi. Không xe tà nó đâu có đẹp đâu cục vàng ơi. Không xe tà là nó chẳng nhanh 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 về. Nó đâu có đẹp giống mút thun vậy. Đây con này nó có xe tà luôn giùm em nha. Nè hai trước và hai sau xe tà rất là vừa vặn cho mấy chị luôn nha cả nhà ơi. Không rộng mà nó cũng không quá là thấp, không quá là cao cho mấy chị luôn. Rồi đang mặc chị nào lấy chọn giùm em nó là mã CM13 cả nhà với em ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em mã là CM17 luôn giùm em nha. Nè lên chiều cao xem bảng màu, ok chiêu. Đây em vô bảng màu đọc màu đi em ơi. CM17, CM17 sẽ là một con màu đang cầm luôn cho mấy chị với giá ưu đãi cho mình là 85.000 một cái nha. 89.000 chứ 89.000 cái. CM12, CM12 89.000, CM9 89.000 ngã luôn cho mấy chị. Ôi, ngày hôm nay nha. Nó cũng có cái bảng màu cả nhà ơi, để nhiều khi em vô thế này mấy chị xem không rõ đâu. Rồi con này chọn giùm em là CM16, CM16 89.000. CM15 89.000 ngã luôn cho mấy chị ngày hôm nay luôn. CM5 sẽ một con ngồi săn cô băng cực kỳ là xịn sò luôn cho mấy chị nha. CM14, CM14 là một con màu vàng bơ rất là đẹp luôn cho mấy chị luôn. Một váy 65 mà 65 con là chị chọn size số 4 nha. Chị đồ đó thị chi là nhất phải chị size 4 chị là vừa rồi á. CM1 nè, CM3 nè, CM2 nè cả nhà ơi. CM7 giùm em nha. Rồi con này là đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Chị nhân hàng đẹp lắm, gửi hai bầu cái tặng. Ok chị nha, chị lớn này đi. Ok chị nha, cái này giùm em là có đơn nha chứ ơi, không có cái này em không đi đơn được đâu chị Yến gì ơi. Chị gì? Chị Văn Lê Trương, Văn Hương Trương. Văn Trương gì đó cục vàng ơi, cái này giùm em ha. Trời ơi con này chọn giùm em luôn mấy chớ ơi. CM10 giùm em nha, màu xanh nha cả nhà ơi. Con này là xanh cổ vịt giùm em nha. Cái màu xanh này mặc lên là tôn da, nó không có bị dìm da đâu cả nhà ơi. Đặt hàng sao em vậy chứ em không muốn dẫn được nha. Vì cái mẫu này thì mẫu này hiện tại em muốn ghim lên cái màn hình của chị rồi á. Nhắc vào cái chứ mua là tự động nó sẽ hiện cái màu và cái bán xanh lên thôi nha. Rồi, hai bộ bà bay sẵn hai bộ và váy bông tối. Lên này đi chị. Chị Khải Quyên á, lên này luôn đi. Không có cái này. Ủa, không có đơn nha. Con lắm mấy chứ ơi, đơn dễ nhẹ nhàng dễ mặc luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là CM11 cả nhà ơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em là CM11 89.000 luôn giùm em nha. Chào hai cô vàng yêu gì? Dạ em chào chị Lily Lê nha. Lâm nhắm gặp chị. Nha. Đây con này chọn giùm em vàng bơ CM14 nha mấy chị ơi. Cái màu vàng này trong giỏ hàng nó đậm lắm cả nhà ơi. Có nhiều chị vô giỏ hàng là hầu như là sẽ không tìm ra được cái màu em đang mặc. Nhưng mà yên tâm nha, hàng của nhà Quốc Dưỡng, hàng của em đang like như thế nào mấy chị nhận hàng về hoàn toàn giống y chang như thế đó luôn nha cả nhà ơi. Không qua trộn, không qua chỉnh sửa, không qua vi. Nói chung là mấy chị ơi nhìn hàng sao nhận hàng về trang như vậy, em nói thun lưới nhận về là thun lưới. Phơm dán chất vải y chang như em nói luôn nha. Hàng mà em bán trên live mà em nói đường nha một nẻo là không bao giờ mà em có nguồn khách hàng đâu cả nhà ơi. Nhưng mà con thun lưới này thì nó không hề bị mỏng nha, chắc phải không quá mỏng đâu, cũng không quá dày cho mấy chị luôn. Rất là đẹp và rất là xịn sò luôn cho mấy chị luôn rồi nha. Con này chắc phải bên em sẽ phải thun lưới nhưng mà nó không hề bị rồi, mỏng luôn mấy chị. Rồi con này chọn giùm em là CM5 cả nhà ơi. CM5 89.000 luôn giùm em nha. Rồi con này đẹp CM15 CM15 89.000 và hiện tại mẫu này thì không còn nhiều size cho mấy chị nữa nha. Vì vậy mà trên nào còn có size của mình thì mình cứ phiền nên chọn nha. Chứ mình chọn chọi xíu là không còn màu nào luôn á. Rồi CM16. Con này chị nào lấy chọn giùm em mã sẽ là CM16 cả nhà của em ơi. Rồi con này chọn giùm em là CM9 luôn mấy chị ơi. CM9 89.000 luôn giùm em nha. CM9 89.000 ngã luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. CM12 89.000 và cái này là con dạng áo lẻ không kèm quần chứ không phải là cá bộ nha. Cá bộ là 174.000. À, CM15, CM12 chị Trần Trần Khuyết là mình đi với thằng hàng không? Vô giỏ hàng giùm em đi cục vàng ơi. 12 với 15 vô giỏ hàng giùm em đi. 12 là con này đây cục vàng ơi. 12 là nó sẽ còn đủ á cục vàng ơi. Còn 15 thì chị vào giỏ hàng. 15 hiện tại hình như nó chỉ còn có 145 mà chị ơi. Những cái mẫu này bên em bây giờ size là nó hiếm lắm. Em đang mặc là còn đủ size không? Còn đủ size á. Đây em đang mặc hiện tại là CM12 nè cục vàng ơi. 13 em đang mặc là đủ còn size. Đủ size mấy chị ơi. Em đang mặc là CM13 nha. Gửi chị thêm 2 lớn này đi chị. Không có này không có đơn nha. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi. Sẽ là mã CM12 cổ tim nút ngọc tay dài luôn giùm em nha. Đơn giản nhẹ nhàng dễ mặc luôn. Rồi CM12 luôn giùm em cả nhà ơi. Chị con mà mới sáng mai chị 70 con là chị chọn size số 4 cho chị là vừa đẹp luôn cho mình rồi nha. 52 con là chị chọn size số 2, 40 con là chị chọn size số 1 cho mình luôn. Tư phấn size cho mấy chị rồi là chị có vừa và có đẹp thôi nha. Vì hàng bên em vẫn là hàng của size của số hết luôn cho mấy chị rồi á. Số 3 luôn kìa. Mạnh hành siêu nhân luôn. Đây con này chọn giùm em.
siêu nhân. Chị siêu nhân hoạt hình lắm. Chị siêu nhân lắm. Trời, đúng nó phải siêu nhân. Đây, con này chọn giùm em là CM12 cả nhà ơi. Rồi, con này chị nào đấy chọn giùm em mã sẽ là CM1289.000 luôn giùm em nha. 53 cân là mình chọn giùm em là C2, 48 cân là mình chọn giùm em là C1 nha. Đơn giản, nhẹ nhàng, dễ mặc luôn cả nhà ơi. Đây, con này chọn giùm em là CM12 cho cả nhà ơi. Rồi, con này chị nào đấy chọn giùm em sẽ là mã CM12 luôn giùm em. Đơn giản, đẹp lắm mấy chị ơi. Đây, CM3 em sẽ có cho mấy chị, nó sẽ là một con màu xanh đen nha cả nhà ơi. Con này là cái nền của nó sẽ là màu đen giống CM3 như CM3 giùm em ha. À, bao nhiêu thì mới được chế sĩ? Dạ 20 áo hả? Đéo gì? À, cái nó hả? Nó một tẹo hả? Giật miệng. Qua miệng chị cái hình hình một lẹo. Thấy không? Gì không à? Bà ba bên em mặc đẹp lắm, ai cũng khen, cảm ơn chị vậy ạ. Chị Siva nha, cảm ơn chị Siva rất là nhiều nha. Bao nhiêu thì mới được chế sĩ vậy? Cầm 20 áo bên em sẽ tính chế sĩ cho mình phải 10 bộ nha. Chị muốn lên lên này đi, bên em hỗ trợ cho mình nha. Đây. Đây, con này chọn giùm em luôn mấy chứ ơi. Con này chạy luôn giùm, chọn luôn giùm em mấy chứ ơi, sẽ là mã CM. Con này chạy giùm em là CM3 cả nhà ơi. Cho mình thấy hình đó. Rồi, con này đẹp luôn mấy chứ ơi. 89.000 CM10 giùm em nha cả nhà ơi. Rồi, con này chị nào đấy chọn giùm em sẽ là mã CM10 luôn giùm em nha. Còn non và xanh lắm em ơi. Rồi, phần mẫu này hiện tại mới game lại cho chị rồi nha. 52 con này chị cho size số 2, còn chị 40 con này chị cho size số 1 luôn cho chị, là vừa là đẹp nha. Con chị dơ đặt 2 áo chị đặt hàng được chưa? Cảm ơn chị đặt hàng được đơn nha. Thôi cái này mau hút của tôi. Đây 89.000 CM13 mấy chị ơi. CM13 89.000 luôn giùm em nha. 52 con là mình chọn giùm em là size 2, 48 con là chọn giùm em là size 1 nha. Một bộ để mặc bao nhiêu em vậy? Một bộ để mặc là 174.000 luôn cho ngày hôm nay nha. Buổi chị mua rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị yêu nhất là nhiều nha. Con này chọn giùm em sẽ là mã CM7 cả nhớ ơi. CM7 89.000. Con này chọn giùm em là CM7 luôn giùm em nha cả nhớ ơi. CM7 nền đen chấm bi giùm em nha. Chị đặt rồi, tiếp theo sao em? Nhắc vừa chứ đặt hàng em không có dám hướng dẫn, dẫn người vi phạm á. Ủa chị ơi, chị đặt hàng thì chị chọn màu này, chọn size rồi điền đồ này kia xong rồi mình bấm vào chữ thanh toán thì nhận hàng, bấm đặt hàng là ok cục vàng ơi. CM13, chị biết đặt hàng không? CM15, C2, 15 thì nó hết rồi, em chỉ còn có CM13, em hướng dẫn cho chị mua CM13 nha. 13 thì em còn, 15 thì em hết C2 cũng hết, C2 mất tiêu rồi. Đây nè, hướng dẫn cho chị mua em đang mặc để ngon hết nữa đó chị ơi. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng cái con đang mặc tức là con CM13 của chị, là chị thấy cái giao hàng màu vàng ngay chỗ bên mình luôn không? Chị nhắc vào cái giao hàng màu vàng kế bên đây luôn cho giúp em. Cái mã hiện tại để chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã đăng like nè. Mình nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bảng màu và cái bảng size lên. Và bước này là mấy chị sẽ chọn màu màu hiện tại để mặc cho mấy chị xem là con CM13. CM13 của mình là nó sẽ nằm dòng số 2 chiều dưới đếm lên nè. CM1 2 3 4 5 tím của con CM13 của chị là nó sẽ nằm dòng số 2 chiều dưới đếm lên. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình nè, C1 nè, C2 thì nằm kế bên nè. C1, C2 thì nằm kế bên luôn cho mấy chị nha. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình, mặc size nào thì chọn cái size đó, nhấp vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mình, lướt xuống tích vào thanh toán khi nhận hàng, nhấp vào chữ đặt hàng là chia sẻ có đơn nha. Rồi, cao ở gì à? Còn C1, CM13, CM13 em còn C1 nha cục vàng ơi. CM13 hiện tại là em còn C1. Chị lớn này đi chị, chị lớn này đi, bên em hỗ trợ cho mình nha. 89.000 luôn giùm em nha, đơn giản lắm cả nhà ơi. Con này rất là xinh nha. Chị vừa nhận được áo hình hoa sen đẹp lắm em. Cảm ơn chị Quyên rất là nhiều nha. Để chị Quyên hôm qua hôm trước chị nè. Chị Quyên nè, mới đây nè cục vàng của em ơi. Trời, con hoa sen em nói rồi, nhận về chị có đỉnh hôm nay giúp luôn con này cục vàng ơi. Rồi. CM15, C2, CM13, C1 hồi chị nhắc Phật có giao hàng mình chốt đi chứ mình comment nhận có đơn. 13 là em còn nha chị ơi. 13 em còn, 15 thì em đã hết C2 rồi, 15 em chỉ còn có C1 thôi. 15 C1 còn, nhưng mà ngược lại con 13 thì nó còn đủ size cho em luôn nha. Còn 15 thì nó hết C2 rồi cục vàng ơi. 15 hiện tại là hết C2 và C3 mất tiêu rồi. Mấy chị ơi, mình đặt đơn mà quan trọng nè chị ơi, chị Trần Anh Huy, chị gì đó cục vàng ơi, chị Trần gì nè chị ơi, chị biết đặt đơn không? Trời ơi, nay chị Nhi đẹp gái sáng giờ không thấy luôn á. Đây con này chọn cho em luôn, khóc vậy. Em bỏ nó chị. Ủa? Đây con này chọn giùm em nè mấy chứ ơi, con này chọn giùm em là CM12 luôn giùm em chị nha. Mua đồ bên em như vậy mai vậy đó em, cảm ơn chị yêu rất là nhiều nha. Trời ơi, còn chị Quyên ơi, hôm nay lấy thêm
con nữa về mặt cột vàng ơi, đang được cái giá rất là tốt luôn nha cả nhà ơi. 89.000 một áo ship cao quá thì mình lấy luôn hai con về cho nó đỡ tốn ship nha cả nhà ơi. Một áo ship cao thì mình lấy hai con. Trời ơi xin chua mấy chị ơi, con này chọn giùm em là CM12 cả nhà ơi. Dạ mấy chị mua càng nhiều phí ship của mấy chị thì nó sẽ càng hỗ trợ cho mấy chị rất là nhiều luôn cho mình nha. Đang vào phiên live này chia sẻ phiên live mình tim mình chấm và màn hình luôn cho mình giúp em. Con biết không rõ cho nữa bên em hỗ trợ luôn cho mấy chị đặt hàng nha. Đây con này chọn giùm em luôn, con này chọn giùm em là CM7 cả nhà ơi. CM7 luôn giùm em nha, nền đen chấm bi con này đẹp lắm, còn đủ size em. CM7 rất là cưng luôn giùm em nha. Coi coi CM7 nha. Mà hiện tại đang cặp con CM7 của mình là hiện tại còn đủ size nha. CM7 của chị hiện tại nó còn đủ size luôn cho mình á. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là CM789.000 luôn giùm em nha. Còn đủ size luôn á cả nhà. Đủ size. 59 con được không ạ? Dạ 59 con thì nhắc vào cái hàng mình chọn size số 3 luôn cho chị là vừa và là đẹp luôn cho mình nha. Còn chị 52 con này chị chọn size số 2 á. À, chị 1m62 mà chị 60 con được không em? Vậy thì chị chọn size số 3 cho chị là vừa rồi nha. 1m52 60 con sẽ 40 vừa nha chị. Trời ơi, con này chọn giùm em là CM8 cả nhà ơi. Rồi, con này chọn giùm em là CM889.000 luôn giùm em nha. Rồi, con này đẹp luôn giùm em cả nhà ơi. Con này chọn giùm em là CM6 cả nhà ơi. CM689.000 luôn giùm em nha. Trời ơi, xinh quá à. Chị đã đặt một con nhớ kèm sản phẩm cho chị. Ok chiêu nha, yên tâm đi chị. Hai bộ mình sớm. Rồi, chị nào ưng được em đang mặc nè, còn chị chồng gì nào cục dạng ơi, chị vô giỏ hàng đặt được chưa chị 79 ơi. Nó chị ơi em tư giống sai rồi, là em khuyên thiệt là mình vên vô giỏ hàng mình săn đi một hồi nó hết nha. Nhiều khi em đang mặc hiện tại là nó sẽ còn đủ size nhưng nhiều những con còn lại là size 2, size 3 là hầu như nó đã hết rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Tại vì khách bên em là đa số sẽ mặc size 1, size 2, size 3 là nó nhiều. Dạ, ba đầm. Chị ơi chị đang ngồi lên cái này giùm em đi cục dạng. Rồi mấy chị ơi, hôm nay hiện tại em đang thấy trong giỏ hàng mấy chị mua là nó đang hỗ trợ cho mấy chị rất là nhiều quá cả nhà ơi. Nên còn chần chờ gì nữa mà mình không hao tấy mình lên đơn đi cả nhà. 89.000 một áo quần 85.000, cả set đang la là 174.000. CM6 cho giùm em cả nhà ơi. Mà hiện tại đang mặc cho mấy chị xem là con CM13 cho mình nha. CM13 89.000 một áo luôn cho mấy chị, ngày hôm nay cả bộ là 174.000 luôn cho mấy chị nha. Mà chị nào đã có quần rồi thì khỏi còn phải mua quần nữa thì cũng được luôn. Và con này bên em sẽ là dạng trầm đầu chứ ngoài ra là không có dạng gài nút nha. Dạng trầm đầu thì sẽ dễ mặc hơn cho mấy chị rất là nhiều luôn á. Con này chắc phải chị em có coi dạng không? Dạ chị ơi, con này chắc phải bên em sẽ phải thun lưới cho mấy chị nha. Là đương nhiên là nó sẽ độ coi dạng cho mình nha. Con này chị nào lấy chọn giùm em, nó sẽ là mã CM12 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Cổ tim nút ngọc tay dài luôn giùm em. Còn em đang mặc là CM13 nền em mấy chú ơi, bông là bông xanh giùm em nha. Bông là bông hồng xanh luôn cả nhà ơi. CM13 luôn giùm em nha. Đồ bên em phải mặc mát lắm, cảm ơn chị Thục Trinh rất là nhiều nha. À, màu đang mặc đẹp quá, em đẹp quá thì chị mua đi là con CM13 cho mình nha. Màu hiện tại đang mặc cho mấy chị xem là con CM13 89.000 áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay. Hai bộ bà ba con công lên này đi chị, lên này cho mình chị Quốc Minh lên không có đơn nha. Còn chị Trần Tuyết chơi mình đặt hàng được chưa, nếu chị không biết chị cho nào đó mình em hỗ trợ cho mình nha. Chị Trần Tuyết chơi vô giỏ hàng coi thử giùm em coi mình đặt được hay không nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em, nó là mã CM12 cả nhà ơi. CM12 89.000 luôn giùm em nha. CM12 sẽ là một con màu đang cầm luôn cho mấy chị nha. Màu đang cầm cho mấy chị xem là con CM7 nha. CM7 cũng sẽ là một con đền đen hoa nhí cực kỳ là xịn sò luôn cho mấy chị luôn. Nhưng mà hiện tại đang mặc cho mấy chị xem là con CM13 cũng sẽ là một màu xanh luôn cho mấy chị nha. Con này đơn giản nhưng mà nó rất là dễ mặc luôn cho mấy chị luôn. Không kén da, không kén dáng, độ tuổi nó thì mà cũng phù hợp luôn cho cái mẫu này nha. Quần lẻ kèm túi không em? Dạ có chứ, quần lẻ bên em sẽ kèm một túi cho chị và túi sẽ là số sau tự động luôn cho mình nha. Rồi con này chọn giùm em luôn, con này chọn giùm em là CM7 cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là CM7 nha cả nhà. Mà hiện tại đang cầm con CM7 cho mấy chị nha. CM7 89.000 áo luôn cho mấy chị. Ngày hôm nay 40 con cho đến 85 con vào đầu luôn cho mình nha. Có áo bà ba trơn không mà không mà cho có nha chị Hương Lâm lên này đi chị. Dạ, em hỗ trợ cho mình nha. Dạ có chơi trơn bên em là 88.000 một áo cục vàng ơi. Rồi đang mặc hiện tại là CM13 cả nhà ơi. CM13 89.000. CM con này chọn giùm em là CM7 nha cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là CM7 luôn giùm em. Cả bộ đang mặc bao nhiêu em? Dạ cả bộ đang mặc là 174.000 thôi mấy chị đã đặt một con. Cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha. Chị cao 1m50 mà chị 50 con là chị chọn size số 2, 1m6 70 con là chị chọn size số 4 chị là vừa là đẹp luôn cho mình rồi á. 85 con quan trọng là chị cao bao nhiêu nữa lên đúng cái chiều cao phải chị kèm con nặng của mình nha. Vì 85 con phải trên 1m60 bên em mới nhận đơn nha. Rồi, con này chọn giùm em là CM6 cả nhà ơi. Con này chọn giùm em là CM6 89.000 luôn giùm em nha. CM6 cả nhà ơi. Con này chọn giùm em nó sẽ là mã CM7 luôn giùm em nha. 52 con nhấp vào cái hàng mình chọn size số 2 luôn chị vị. Chứ mình luôn là vừa và là đẹp luôn cho mấy chị nha. 40 con là chị chọn size số 1 á. À, một bộ đang mặc bao nhiêu phải em? Và một bộ đang mặc nãy em nói rồi 174.000 thôi à. Đã đặt một bộ, cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha.
hôm nay mà chị nào có đặt đơn là bên em cũng sẽ có kèm sản phẩm tri ân cho mấy chị rất là nhiều luôn nha. Một áo phần có, hai áo phần có luôn, cho mình có đặt là sẽ có kèm sản phẩm tri ân cho mấy chị rất là nhiều luôn. Và tùy vào có số lượng mình mua thôi mấy chị. Trời ơi, con này chọn giùm em là CM mùi luôn cả nhà ơi, CM 18 con cái. Ôi mấy chị ơi, em kêu nó tán em cái nó khoái nó tán liền mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em là CM10 luôn giùm em nha. CM10 luôn cả nhà phép mây. CM11. Gì mà pin hoài vậy trời. Trời con này đẹp luôn cả nhà ơi, con này đẹp luôn giùm em, nó sẽ là mã CM8 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi CM8 89.000 chị nào biết thì mình vô dỡ hàng, còn mình không biết nhà mình có ai mình nhờ hỗ trợ đi cả nhà phép ơi, để mình được lên đơn thành công giùm em ha. Rồi 52 con là mình chọn giùm em là size 2, 48 con là mình chọn giùm em là size 1 với cục vàng ơi. Rồi để bạn ghi lên dỡ hàng lại cho mình nha. Còn hiện tại món này đã mới ghim lại cho mấy chị rồi, với giá rất là hời luôn cho mấy chị rồi nha. Hôm nay mà sẽ nào đặt hai áo đi, hôm nay em kèm cho mình một cái cây kẹp tóc nha, hoặc là nói chung là một bộ và một áo phân có luôn cho mình. Tùy vào có số lượng mình mua thôi mấy chị, là em sẽ kèm cho mấy chị rất là có nhiều nha. Có đơn là em kèm hết cho cả nhà của em ha, mình cứ yên tâm. Rồi đang mặc là CM13 cả nhà ơi, đang mặc hiện tại cho em là CM13 89.000 luôn giùm em. CM13 89.000 áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Một mét 62 mà chỉ 60 con là chị chọn size số 3 luôn cho chị. Một mét 62, 60 con là chị chọn size số 3 luôn cho chị, là vừa là đẹp luôn cho mình rồi nha. Áo đang cầm màu gì ạ? Giá áo đang cầm là con CM12. CM12 89.000 luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Trời con này đẹp luôn, CM12 cả nhà của em ơi, rất là nhiều bông đẹp. 17 này em còn được có 145 thôi cả nhà của em ơi. Mình coi thử giùm em size của mình còn thì mình cứ lấy nha cả nhà ơi. 89.000 một áo, quần 85.000 luôn giùm em nha. Giá đồ xin giá hồi là chỉ có tại phiên live ngày hôm nay cho mấy chị thôi nha. Tri ân này tri ân cho mấy chị ở trên live thôi, nhưng để xuống live là tự động chắc là mới nhất khác thì nó rất ổn cho mấy chị á. Điên mày. Anh gì chặn đồ. Cưa kìa. Sao hỏi mày nó kiếm tay lắm. Trời ơi. Đây, con này đẹp luôn giùm em mấy chị ơi. Con này cái này còn thì rút được qua đây. Mà chứ mà bán sao chị rút được. Đây, con này chọn giùm em là CM17 cả nhà ơi. CM17 89.000 luôn giùm em nha. Rồi con này chị nào đã chọn giùm em nó sẽ là mã CM17 cả nhà ơi. CM17 89.000 luôn giùm em nha. Trời ơi xinh quá cả nhà ơi. Rồi em đang mặc là CM13, 52 cân là mình chọn giùm em là size 2, 48 cân là mình chọn giùm em là size 1 với mấy cục vàng ơi. Cái mẫu này hiện tại em đã mới ghim lên cho mấy chị rồi nha. Chị nào muốn mua quần lẻ thì nhấp vào cái mã số 1 mình mua luôn cho giúp em. Quần lẻ là bên em gồm có hai màu cho mình là quần trắng và quần đen nha. Ghim lại số 1 cho mình đó. Quần bao nhiêu một cái em giao quần 85.000 một cái nha. Áo là 89.000 cái set 174.000 luôn cho giúp em nha. Lấy áo lẻ thì nhấp vào cái áo mình mua cho mình cái áo lẻ, lấy quần lẻ lấy luôn cho mình cái quần lẻ nha. Rồi 89.000 luôn giùm em cả nhà ơi. Đây đang mặc hiện tại cho em nó sẽ là mã CM nha cả nhà ơi. Và em đang mặc là CM13 luôn giùm em ha. Rồi CM13 89.000 luôn giùm em. Quần là 85.000 cả set đăng lai là 174.000 luôn giùm em ha. Rồi cổ tim nút ngọc tay dài luôn giùm em cả nhà ơi. 52 cân là mình chọn giùm em là size 2, 48 cân là mình chọn giùm em là size 1 nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là CM17 cả nhà ơi. CM17 nền trắng luôn giùm em nha. Nền màu vàng á cả, vàng vàng nhạt nhất luôn á cả nhà ơi. Rồi nó sẽ có cái hình hoa màu đỏ luôn giùm em nha. Rồi đỏ và xanh luôn giùm em, 89.000 thôi. Màu mét 6, 42 con là chọn giùm em là size 1, 53 con là mình chọn giùm em là size 2, 68 con là chị cao bao nhiêu ấy chế đẹp ơi. 68 con thì chịu khó lên chiều cao giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là CM6 cả nhà ơi. Con này chọn giùm em là CM6 nha. CM6 89.000 luôn cả nhà ơi. CM6 luôn giùm em nha.
mua áo có gửi không shop dạ có chứ, Thiên Lâm đến này đi chị. Có khuyến mãi không shop dạ có nha, hôm nay đang chi đông cho chị rất là nhiều luôn nha. Từ áo là 159.000 đã được hỗ trợ còn có 89.000 thôi. Tranh thủ lấy luôn cho chị hai con về luôn cho mình mặc nha. Một áo cảm thấy với ship cao quá lấy luôn cho mình 2 đến 3 con để mấy chị cho với ship chị nó hời hơn. Cả bộ để mặc là 174.000 là chỉ với thêm phần cho hàng một áo và thêm phần cho hàng một cái quần nha. Không biết thêm phần cho hàng thì đặt hai đơn liên tục, tức là một đơn áo và một đơn quần là tự động sẽ dòng đơn vào cho mình nha. Rồi con này đẹp luôn, CM12 cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em rồi, CM12 89.000 luôn giùm em nha. 40 cỏ đầu. Mang cục nổi lên. Cục gì á? Muốn có cục không? Muốn có cục không? Muốn cục phải vui vẻ lên, phấn khởi hứng hở lên. Nữa. Bao nhiêu một bộ mặc giá 174.000 bộ luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. 174.000 là cả bộ luôn cho giúp em nha. Áo là 89.000, quần 85.000 luôn cho mấy chị nha. Trời ơi, chị nó đốt xăng quá trời. Nghèo khổ quá vậy. Em từng tháng mày đổ nhiêu tiền xăng? Hả? Tháng mày đổ nhiêu tiền xăng? Chắc khoảng 2-300 á. 2-300 á. Lần đổ lần 50 chứ nhiều. Đổ đầy bình không á. Đổ mấy lần? Nói chung là khoảng từng mấy nó vụt xuống miếng đổ thì cũng miếng đổ rồi. Nó quà chứ biết được tao chắc cả 600 nữa thôi. Mình nó bự mà. Đây, quần màu hả shop? Dạ không, quần đen. Dạ không, quần đen, quần trắng. Nó sẽ có hai màu quần trắng. Em phát qua lụm giùm chị cái quần em. Bên đây nè. Sao còn thấy cái chị kêu nhẹ nhàng. Không kêu nhẹ nhàng. Trời ơi, vô ngoài nó chót trời. Rồi, con này chọn giùm em là quần trắng và quần đen nha cả nhà em ơi. Quần trắng quần đen là bên em phỏng có hai màu cho mấy chị nha, chứ ngoài ra là không có quần màu nha. Cái phải cái này là áo lẻ không cần quần, hình nó dễ phối đồ hơn cho mấy chị rất đây, là nhiều luôn. Con này đẹp luôn, CM15 cả nhà ơi, CM15 89.000 luôn giùm em nha. Tại nhiều cô bên em thì không thích có quần màu á, shop ơi em muốn mua áo và ba mà áo mặc không vừa. Không vừa lớn này đi bên em hỗ trợ đổi xe lớn hơn cho mình nha chứ ơi. Con này giùm em đi chị Phương Nguyễn ơi. Dạ, lên cái này đi bên em hỗ trợ đổi cho cục vàng, có thêm size lớn hơn cho mình mặc cho nó vừa nha cục vàng. Rồi con này quần bên em sẽ có hai màu, quần trắng và quần đen luôn giùm em nha cả nhà ơi. Quần trắng và quần đen đồng giá 89.000. Em chị lớn này nè, chị lớn này đi bên em kiếm chị nha, chị kiếm em được bên em kiếm mình. Cái này giùm em đi cục vàng với em ơi. Rồi con chị lên cái này của chị cho em đi, bên em tự hỗ trợ kiếm mình luôn. Chị thêm cái dấu ăn cộng lần trước mình comment lên nhanh đến mấy ẩn của mình á. Đây con này chọn giùm em là CM15, tại vì một phần là do mấy bạn hiện tại bây giờ mấy bạn đang nghỉ trưa á cục vàng ơi, nên chị kiếm không được đâu cục vàng. Giờ này là giờ có mấy bạn đang nghỉ trưa á chứ ơi. Rồi con này 89.000 luôn giùm em, còn là 85.000 luôn giùm em nha. Giờ này mấy chị thấy không, nó xách đồ xách cơm nó đi ăn rồi đó cục vàng. Còn hai em bơi dưới dòng đời thôi mấy chị. Em là tâm bất biến vô dòng đời dạng biến thôi mấy chị ơi. Con này chọn giùm em là CM15. Trời ơi, ngâm ngửi dữ hen. Trời ơi, chứ sao. Đây, con này em đang mặc là CM13 cả nhà ơi. Rồi, con này chọn giùm em là CM15. CM15 sẽ một con màu hoa văn cực kỳ là xịn sò luôn cho mấy chị nha. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chứ ơi. Con này chọn giùm em là CM10 luôn mấy chị ơi. Ghét luôn á. Rồi, ôi hiện mày không thích thì mày đừng có nhịn. Thì Phan không khỏi lên chứ. Nó ừ chứ. Tự nhiên nó không thích rồi nó bắt người ta phải nhịn để cho người ta thân nhịn theo. Chả không thích rồi còn nhịn nữa. Không thích thì người ta đừng có nhịn. Thật ra thì người ta sao? Nè người ta thích thì người ta nhịn. Áo hiện tại đang mặc cho mấy chị xem là con CH13 cho mình nha. Tại miền hổn. Mà mấy chị ngày nào không chủ nên gì em được hay gì á. Thật sự luôn á. Rồi ok kìa, hãy chị ok Phương chị Phương Nguyễn nha. Nó phải chọc em chửi nó mấy chị ơi. Chọc em chửi không làm cũng chửi nữa. Đó là biên hổn, đó là biên nghiệp. Biết hổn thì thôi, đừng có chọc. Không ai chọc chưa á. Rồi chụp có mấy chiếc nữa. Rồi con này chọn giùm em là CM16. Rồi con này chọn giùm em là CM16. Điếc lỗ tai luôn rồi. Màu hiện tại biên nghiệp á, nghiệp tụ rồi đó. Màu hiện tại để mặc đâu. Màu hiện tại đang mặc cho mấy chị xem là con CM à, là con CM13 luôn cho mấy chị nha. Trời con này đẹp luôn mấy chứ ơi, con này đẹp luôn giùm em nha. Rồi đang mặc hiện tại cho em là CM13 cả nhà của em ơi, 89.000 luôn giùm em. CM16 89.000 luôn giùm em nha. Co giãn thoải mái mềm mịn cho em luôn nha cả nhà ơi. Đơn giản nhẹ nhàng dễ mặc luôn. Rồi chị nào không biết đặt đơn thì tranh thủ vào giỏ hàng nha cả nhà ơi. 89.000 luôn giùm em nha. 89.000 một áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay luôn cho mình nha. Mới phải đọc
Rồi, con này chọn giùm em là CM16 cả nhà ơi, CM1689 nha. Con này chọn giùm em là CM8 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi, hiện tại đang cầm cho mấy xe là con CM8 cho mấy chị nha. CM889 ngàn áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Và món này bên em vẫn ngàn gầm 20 màu cho mấy chị luôn. Ưng con này thì mấy chị cứ việc chọn con màu đó cho mình nha. 52 con được không ạ? Dạ 52 con này chị chọn size số 2, còn chị 40 con này chị chọn size số 1 cho mình nha. Trời đã đặt ơi, đã mua đã săn luôn cho ngày hôm nay rồi, mình cứ việc comment lên cho biết bên em kèm sản phẩm chân cho mình nha. 89.000 thôi cả nhà ơi, mình coi thử giùm em đi, mình ưng được con màu nào thì mình cứ chốt con màu đỏ giùm em nha. Rồi xanh coban là CM5 cả nhà ơi. CM589.000 luôn giùm em nha. Rồi chị lấy một con em đang mặc thì bao nhiêu? Dạ chị ơi có 89.000 thôi. Hai con thì 178 luôn giùm em, mà ví dụ như một áo ship ca mình lấy hai con, ba con gì đó mình về mình mặc cho nó đỡ tốn ship á cả nhà ơi. Còn chị Úc Hiền ơi, mình đặt hàng được chưa? Nếu chị không biết chỗ nào nữa, mình em hỗ trợ luôn cho mấy chị đặt hàng nha. Đặt hàng là mình phải thao tác vào cái nhóm hàng là mình mới có đơn, chứ mình mới comment lấy cho chị một bộ đó cho chị hai bộ là mấy chị cũng sẽ chưa có đơn đâu. Trời, áo này mặc size 2 vừa không? Size 2 là chị chọn size 2 vừa chứ quan trọng là chị cao mình bao nhiêu nữa. Quan trọng là chị phải lên chiều cao kèm cân nặng giùm em mới tư vấn size được cho mình nha cục vàng ơi. 89.000 một áo, quần 85.000, đơn giản cho em luôn nha cả nhà. Quý mời đã đặt một con. Cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha. Vì sao em còn phụ thuộc vào chiều cao cân nặng của mỗi chị nữa nha. Với lại là mỗi shop là mỗi phong độ khác nhau á. Vì vậy mình cứ việc lên giúp em đúng cái chiều cao và chị kèm cái cân nặng của mình vào sáng việc mình trừ hao nha. Một bé 52 60 con là size số 4 nha. Chị user 37 nhé, phải là size 4. Size 4 giùm em nha. Trời ơi con này nó xinh lắm ấy chứ ơi, con này CM8 còn nhiều em, CM8 còn size 1. Rồi CM8 còn size 1 và cả nhà với em ơi. Rồi em mặc size màu khác cho cả nhà với em mình xem nha cả nhà ơi. 89.000 luôn giùm em. CM13 là em đang mặc nha cả nhà ơi. Rồi để mặc sang màu khác ngoài cho mấy chị xem nha. Mà hiện tại đang cầm cho mình xem là ba con màu cực kỳ là xịn sò luôn cho bên em nha. CM3, CM1 và con CM2 luôn cho mình. CM1, 2, 3 luôn cho mình lắm rồi đó. 58 con này chị chọn size số 3 luôn cho chị là vừa và là đẹp luôn cho mình nha. Này có cấu tròn, này có cấu tròn không shop. Dạ hôm trước bên em có cấu tròn cho chị nha. Nhất phòng cái hàng tham khảo mẫu đi mấy chị. Và nói chung là hàng bên em live xanh là mấy chị nhận hàng y chang hình như vậy thôi à. Vì hàng này là bên em hàng mai tại xưởng và luôn cho mấy chị nha. Một mấy 62 mà chỉ 60 con là chị chọn sách. Thì đâu? Thấy mắt vậy đâu? Mắt trắng mà thấy hết thú rồi đó. Đang quạo, đang cặp, đó chửi đó. Tưởng là hết thú chứ. Còn chị user 37 ơi, nhắc vào cái hàng mình chọn sách số 4 cho chị là phù và đẹp luôn cho mình nha. Mắt 52 con được không em? Dạ 52 con là chị chọn size số 2 luôn cho chị là phù và là đẹp luôn cho mình nha. Và hôm nay mà chị nào có đặt đơn là bên em cũng sẽ có kèm sản phẩm tri ân cho mấy chị rất là nhiều luôn á. Một áo phần có, hai áo phần có luôn cho mình đây, nha. Đây con này chọn giùm em là CM16 cả nhà ơi. CM16 là em đang mặc cho mấy tình yêu của em luôn nha. Rồi chị nào lấy CM16 nữa thì mình nhắc vài giỏ hàng luôn giùm em. 89.000 một áo luôn nha cả nhà của em ơi, quần 85.000 luôn giùm em. Trời ơi đẹp quá. Con này đồ xinh giá hời luôn cho mấy chị luôn nha. À có cổ tim không em? Dạ nè, cổ tim này chị, cổ tim tay dài rút ngọc hay mai hay kiểu truyền thống luôn cho mấy chị nha. Đơn giản nhưng mà nó rất là dễ mặc luôn cho em nha. Độ tuổi thì mặc cũng phù hợp luôn cho mấy chị luôn. Và chị nào đang tìm kiếm một con áo mà muốn mua về cho bà mặc lấy, không thể nào bỏ được con rồi, này nha. Rồi con đang mặc hiện tại cho em nó sẽ là mã CM16 cả nhà ơi, 89.000 luôn giùm em nha. 57 cân là mình chọn size 3, 42 cân là chọn giùm em là size 1 cái chị yêu ơi. Đang vào xem live mình tim mình chấm chấm mình tương tác nhiều lên luôn cho mình nha. Và là mình sẽ nhận được nhiều giá hồi và giá trân từ bên em luôn á. Đặt hàng trưa ngày hôm nay là tầm ngày mai hoặc là mốt là mấy chị sẽ có đơn nha. Bên em sẽ tranh thủ đưa đơn sớm nhất có thể luôn cho mình luôn. À, quần luôn là bao nhiêu em? Dạ quần luôn là 174.000 thôi mấy chị. Áo là 89.000, quần 85.000 luôn cho giúp em nha. Quần ống rộng bên em chắc tầm khoảng 30 cho mấy chị. Và quần lẻ bên em gồm hai màu là quần trắng và quần đen chứ không có quần màu nha. Quần mã máy ngại và quần hiện tại lên kim bằng mã số 1 á. Quần là cái mã số 1 cho chị nha. Nhắc phòng cái chị mua đi chị là quần trắng quần đen là tự hiện động nó hiện lên cho mình thôi à. Lắm chứ ơi, con này chọn giùm em là lấy bóp cho mình. Khỏi đi. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chứ ơi. Đây con này chọn giùm em luôn. Con này chọn giùm em là CM13 luôn giùm em nha. Mất trứng nhau mà mì cay muốn ăn mì gói mày được. Ôi, nó tao sợ quá. Cho mì gói đi mà mì cay. Mẹ ăn không, mình lên nhà tao cho con nha. Không. Đây, con này chọn giùm em là CM10. Đi thuộc cái nhân. CM10. Áo bông xanh cầm mặt má máy. Áo xanh đang cầm hả? CM13. Con này là CM13, con này là CM10. Còn em đang mặc là CM16 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 89.000 của chúng mình.
Rồi 89.000 luôn giùm em nha, đơn giản nhẹ nhàng dễ mặc luôn. Rồi con này chọn giùm em là CM10 hiện tại đang cầm là con CM10 89.000 áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Đây con này là CM10, con này chọn giùm em là CM12 cả nhà ơi, 89.000 luôn giùm em nha. Rồi còn em đang mặc là CM16 màu xanh luôn giùm em nha cả nhà ơi, đơn giản lắm cả nhà. Thiệt luôn, con này đặc biệt cái là mấy chị biết sao, chất của nó là thun lưới cả nhà, nó sẽ có độ co giãn, mấy chị mặc cực kỳ khỏe luôn giùm em nha. Mình đi đám đi tiệc đi lễ đi chùa gì mình mặc cũng được luôn giùm em. Và con này tri ân giá ưu đãi cho chị là 89.000 là không có nhiều cho mấy chị đâu nha. Vì vậy mà chị nào đang thấy được cái mức giá hời bên em tri ân cho mình thì mình cứ phiền liên chốt nha. Chứ mình chần chờ mình xíu là không được cái giá nhà nữa cho mấy chị đâu, nên phải lưu ý luôn cho mình giúp em nha. Và công riêng về cái mẫu này là bên em còn có hỗ trợ cho chị và tất cả các bạn hàng bên em á đều có mã giảm cho mấy chị rất là nhiều luôn nha. Từ cổ vuông nè, cổ tròn, cổ tim gì đó, cái toan đồ bộ rất là nhiều mẫu luôn cho mấy chị nha. Và một mẫu bên em thì rộng có rất là nhiều màu luôn cho mấy chị thử bỏ ra 89.000 thôi. Hai hộp mà mấy chị chọn lựa màu luôn nha. Rồi 89.000 CM16 luôn giùm em cả nhà ơi. Cái màu xanh em đang mặc cưng lắm mấy chơi. Ở bên ngoài cái màu nó còn đẹp và nó còn chuẩn hơn em đang like rất là nhiều luôn giùm em. Vậy? Mình lịch sự lên. Thật sự tôi khá cái màu này, cái màu không đi mặt trời. Người ta phải kịp chế lại. Đây con này chọn giùm em là CM7. Rồi con này chọn gì đâu mà nó có bàn tay mà nó nuốt luôn. Rồi CM16, 14. Mà hiện tại đang cầm là con CM14 nha. CM14 89.000 áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Phải có cho mình sắp qua mẫu luôn rồi á. Vì vậy mà chưa đặt hàng nữa đây, cho mình đặt nha. Đây con này chọn giùm em là CM14 1m52 con là tay 200 mình tay vậy. Rồi 1m6 48 con là chọn giùm em là CM157 con là mình chọn giùm em là CM3 nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em nó sẽ là mã CM14 luôn cả nhà ơi. Rồi chị nhận một con rồi đẹp lắm em ơi. Cảm ơn chưa đặt hàng luôn nha. Rồi, cảm ơn chị Dương nha. Cậu Vàng ơi, cảm ơn chị Dương Sơ luôn giùm em nha. Em nói rồi mới chơi nhận hàng bên em về. À con trai cầm 3 bông. 3 bông mẫu mấy? Vậy là con nãy là em cầm là con CM123 luôn chị. CM123 nha. Nè. CM2 nè chị, cái này là con CM2. CM1 nè, này là con CM3 cho chị nha. Rồi 89.000 luôn giùm em mấy chị ơi, ưng con nào chọn con đó nha. 89.000 một áo quần, 85.000 cả set đang like, 174.000 luôn giùm em nha. 174.000 một bộ luôn cho mấy chị ngày hôm nay luôn. À, chị mua áo lẻ được không em? Dạ được chứ, cái này áo lẻ không cần quần mà. Chị mua áo lẻ được mà chị mua quần lẻ thì cũng được luôn cho mình nha. À, có cái tân không mà? Dạ có chứ, nãy mới qua cho mình một con mẫu cái tân rồi á. Còn chị muốn mua cái tân thì chị nhắc vào cái hàng mình chốt nha. Chị đã đặt một con, nhớ kèm sản phẩm cho chị. Ok chiêu nha. Yên tâm, có đặt là sẽ có kèm sản phẩm cho mình thôi à. Cứ lên đúng chiều cao kèm bữa nào của mình đi mấy chị. Mà không vừa phản hồi trả đổi cho chị trong vòng 3 ngày. Mà cứ việc yên tâm mà mua hàng bên em nha. Rồi có 89.000 à cả nhà ơi. Đây con này chọn giùm em là CM14 cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em mẹ sẽ là CM14 89.000 luôn giùm. Cái này tỏa hả? Không biết. Ôi dồi, xỉu luôn á. Hay là sử dụng nổi gì nữa. Mình muốn tán mình tán lại đi. Đây con này chọn giùm em là CM13 cả nhà ơi. Không chỗ nào vậy? Thôi gần luôn. Đây con này chọn giùm em là mấy chớ ơi, CM1, CM13 số 2. Chị lên này đi chị. Không có này không có đơn nha, khách cũ khách mới cũng lên này luôn cho giúp em nha. Rồi 89.000 luôn cả nhà ơi, 57 con là size 3, 48 con là size 1. Chị nào mà là khách mới bấm theo dõi giùm em nha cả nhà ơi. Chế nào mà là khách mới bên nhà em thì chịu khó bấm theo dõi giùm em để mỗi khi bên em phát like lên nó sẽ hồi tự động thông báo cho mấy chị của em mình vào ha. 65 con được không em? Dạ 65 con là chị chọn size 4 như vậy là vừa rồi nha. 65 con là mình chọn giùm em là size 4 nha. 1m52 con là mình chọn giùm em là size 2, 65 con là mình chọn giùm em là size 4 nha. Chị nhận hàng rồi mặc cưng lắm nha em. Cảm ơn chị yêu nha. Ok chị Ung Điệp có đơn nha. Trời em nói rồi mới chơi, nhận hàng bên nhà Quốc Dưỡng về là chị có nói là đỉnh của chớp thôi cả nhà của em ơi. Em like hàng hay là mấy chị ơi cái form hay gì là mấy chị mặc về lại trang như vậy giùm em. Rồi cái trường hợp mà khi lỡ cả nhà mua về mấy chị mặc không phù, bên em có hỗ trợ đổi size. Mặc chọt thì em lên size, mặc rộng thì em xuống size cho cả nhà của em luôn nha. Đó bên em sẽ hỗ trợ giải quyết đơn cho mấy chị trong vòng 3 ngày kể từ khi mấy chị nhận hàng giùm em ha. Rồi nên khi mà nhận hàng về, hàng có bất kỳ vấn đề, nói chung là nhận hàng rồi mình thử đi để mình có gì mình gọi cho shop để mình lấy cho shop cho nó dễ ha cả nhà ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em nha.
Con chị, dạ em chào chị E6 giờ luôn nha. Dạ một cái màu máy 65, 60 con này chị gọn size số 3 nha. Chị E6 u như này nhé, phải hàng chị chọn size số. Chị chọn size số 3 luôn, chị là phù đẹp luôn cho mình rồi á. Trời nguyên bộ có comment chị gì vì đó là em ơi, cái này em bán áo lẹ và quần lẹ, chị mua cả bộ. Chị biết đặt hàng không? Có nha. Một áo một quần riêng cái quần má một cho em rồi, quần má một. Rồi đếm ghim ra cho chị nha. Làm như bị bệnh lâu năm mà giấu vậy trời. Làm bài giấu là gì? Lâu năm mà giấu. Chúng ta ngôn ngữ cũng sai nữa, ngôn từ dùm kỳ cục. Rồi em hướng dẫn cho mình nè. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng cái bộ đang mặc luôn là chị phải thêm vào dấu hàng này, chị cũng phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn cho giúp em. Cái mã hiện tại đây chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã đăng like và kế chữ mua sẽ có một cái dấu hàng màu đen. Chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu đen kế chữ mua luôn cho giúp em. Em gọi cái này là thêm vào dấu hàng, cái mình chọn cái màu áo trước nè, lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình, nhắc vào chữ xác nhận. Đầu lộn nhắc vào chữ mua ngay luôn cho giúp em nha. Chị cũng phải nhắc vào cái dấu hàng màu đen ở kế màn hình một lần nữa, cái mình chọn cái màu quần trắng ở đây, quần đen thì nằm kế bên, cái lướt xuống mình cũng chọn cái size, nhắc vào chữ xác nhận một lần nữa. Và bước cuối cùng là chị lên cái dấu hàng màu đen ở trên đây nè, tích vào cái dấu hàng màu đen ở trên đây, tích vào cái áo, tích vào cái quần mình mới... rồi thì tích vào cái áo mình, tích vào cái quần mình mới vừa đặt, nhắc vào chữ thanh toán. Đi thông tin giao hàng của mình ở đây, lướt xuống tích vào thanh toán, khi nhận hàng nhắc vào chữ đặt hàng là mình sẽ có đơn nha. Rồi lên mã 21 quần ống nhỏ đi chị, để em coi mã 21 nha, cục vàng của em ơi, quần nhỏ hả? Mã 21 là quần nhỏ không? Quần ống nhỏ. Đây để em lấy cho chị coi nha chị ơi, cái quần ống nhỏ hiện tại nó chỉ có 69 ngàn thôi, cục 65 ngàn thôi. Em chưa hôm nay 65 ngàn đi, còn em đang mặc là 89 ngàn nè cả nhà ơi. Rồi em đang mặc, chị nào lấy chọn giùm em, nó sẽ là mã CM16 cả nhà ơi. CM16 89 ngàn luôn giùm em nha, đơn giản nhẹ nhàng luôn mấy chú ơi, CM16 luôn giùm em. Rồi chị nào lấy con này chọn giùm em, nó sẽ là mã CM16 luôn cả nhà quý em ơi. Rồi con này chọn giùm em luôn cả nhà ơi. Con này chọn giùm em là CM17 cả nhà ơi. CM17 nó sẽ còn đó 145 luôn giùm em nha. CM17 còn 145, con này chọn giùm em luôn, nó sẽ là mã CM7 nền đen chấm bi luôn giùm em. Con này nó cũng còn đủ size cho cả nhà luôn nha. Những con mà em đang giới thiệu cho mấy chị là nó sẽ còn đủ size cho cả nhà luôn. Nên mình ưng được con nào thì mình vào giỏ hàng mình chọn con đó. Còn chị Mỹ Tuyền ơi, đợi em tí xíu, bạn đang lấy quần ống nhỏ nha cục vàng ơi. Đây nó nghe nè. Nó cũng có bóp liền. Kinh bỉ với mày, mày mấy lần rồi nó mới vô rồi. Do ai vậy? Làm cho ai? Tôi không biết. Không biết gì? Tôi không. Con nào? Đây con này chọn giùm em là quần ống nhỏ là 65 ngàn luôn giùm em, đang chữa lộn mà để cái máy gì mắc cồi quá, sao mà mắc cồi, sao mắc chửi được. Đây, đây con này tự nhiên cái máy nó chẻ ra hai bên giống như khùng vậy. Đây con này chọn giùm em giống như ngố lộn khùng. Đây con này chọn giùm em là 65 ngàn luôn mấy chú ơi, con này là 65 ngàn, 89 ngàn nha cả nhà ơi. Rồi 65 ngàn luôn mã 21 là chị Mỹ Tuyền ơi, phải là vải thun nha cục vàng ơi, con này nó sẽ có độ co giãn cho mình đó. Cái này là mã 21 là chị ơi, mua về đi làm rồi mặc cũng được nha. Phải thun nó coi dạng thoải mái lắm chị yêu nè, chị nhìn cái phải nè, đã lắm. Cái phải này rất là xịn sò luôn cho mấy chị nha, chị Mỹ Tuyền ơi mua thử một con về mặt cho mấy chị. Đây quần này em làm hai túi nha cục vàng ơi, không bị mỏng nha, đặc biệt là ống này là tầm khoảng 15 độ về, mấy chị mặc là độ thoải mái của nó có nha. Mình mặc bà ba hoặc là mình phối chung giáo thun đồ cũng được mấy chị ơi, bữa hôm em mới lấy 23 cái này về em mặc được em đi làm á cả nhà. Mặc thoải mái cực kỳ luôn giùm em, với lại cái ống nó ôm á cả nhà, mặc thoải mái đi làm nó khỏe lắm mấy chị ơi. Hôm bữa em mới lấy 3 cái luôn á cả nhà. Rồi con này chọn giùm em luôn. Con này chọn giùm em, nó sẽ là một quần ống ôm nha cả nhà ơi, 65 ngàn một quần luôn giùm em. 89 ngàn áo cả set là 174 ngàn giùm em nha. Còn một quần mà mấy chị không thấy mà phí ship cao quá thì lấy luôn cho mình hai con về mặt nha. Mua càng nhiều thì phí ship của chị thì nó sẽ càng hời hơn cho mình. Còn về phí ship hay không thì bên em không có hỗ trợ cho mình nha. Dạ, cho một mã 48 thì Nguyễn Nguyễn lên này đi chị. Quần nhỏ vào giỏ hàng nhưng mà một áo một quần nó ship cao quá thì chị lấy luôn hai quần cho nó đỡ tốn tiếp. Tại vì quần đó mình mua thì mình mặc ở nhà rồi hàng ngày cũng thoải mái nó cục vàng ơi. Đây con này chọn giùm em hôm bữa chị em á chị, em cho một cái chị em cũng khen nó thoải mái cả nhà ơi, chứ phải một hai lần mà nó bó sát cho mấy chị ngồi xuống hỏng đường mà đứng lên cũng hỏng xong nha cả nhà ơi. Nó là vải mềm á cả nhà, nó bên mặt cực kỳ im luôn. Rồi con này chọn giùm em là CM12 luôn cả nhà ơi. Rồi hiện tại đang cầm là con CM12 cho mấy chị nha. Sáng một con màu cam cam rất là đẹp, xịn sò luôn cho mấy chị luôn nha. Rồi hiện tại đang mặc là con CM16. CM16 89 ngàn. Và mấy chị muốn xem màu thì chị cứ nhắc vào cái hàng mình xem màu để mấy chị ưng con màu nào hoặc hết con màu nào á, mình có việc chọn con màu đó luôn cho giúp em nha.
Chị cao 1m62 mà chị 60 cân là chị chọn size số 3 luôn, như chị là vừa phần đẹp luôn cho mình rồi nha. Cô mẫu hiện tại đang mặc là cái size số 1 nhưng cũng phải tùy thuộc vào cái chiều cao cân nặng của mỗi chị nữa nha. Trời ơi, đang mặc hiện tại cho em nè mấy chớ ơi, CM16 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi, đang mặc hiện tại là CM16 89 ngàn luôn giùm em nha. À, chị lấy quần trắng được không em? Dạ được chứ, quần trắng con đang là chị lấy photo cho mình nha. Vì con này là con áo lẻ không kèm quần mà. Quần có kèm túi không ạ? À? Dạ có nha, quần lẻ là kèm một túi cho chị nha. Túi sau khỏi túi động luôn cho mình nha. Đã đặt thử một con, cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Rồi chị nào ưng em đang mặc nữa thì mình nhanh chóng vào giỏ hàng để em qua mẫu rất là ổn luôn á Cục Vàng ơi. Còn chị Mỹ Tiền ơi, chị đặt được đơn chưa Cục Vàng ơi? Chị Mỹ Tiền ơi, chị vô giỏ hàng chị đặt được đơn chưa Cục Vàng ơi? Rồi con này chọn giùm em là CM12 cả nhà ơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em nó sẽ là mã CM12 89 ngàn luôn giùm em nha. Rồi CM12 89 ngàn luôn giùm em. 57 con là size 3, 48 con là size 1 giùm em luôn. Đây, con này xinh luôn mấy chớ ơi. Con này chọn giùm em là CM10 nha cả nhà. Con này chị nào lấy chọn giùm em mã sẽ là CM10. CM10 89 ngàn, cổ tim nút ngọc tay dài CM10 luôn cả nhà ơi. Rồi con này chọn nhỏ là CM13 nha, tranh thủ để em qua mẫu luôn nha cả nhà ơi. Tranh thủ vào giỏ hàng để em qua mẫu luôn là mấy chị không săn được giá này đâu. CM13 luôn cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là CM14. Con này chọn giùm em nó sẽ mã CM6 cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là CM5. CM5 89 ngàn xanh cô ba. CM8 thì nó chỉ còn có size 1 thôi. Chị nào mặc size 1 thì lấy CM8 đi cả nhà ơi. CM8 cái màu cưng lắm. Rồi CM9 nè. Con 15 và cuối cùng là 11 với giùm em nha. Mua 4 áo ngày hôm nay là kèm được một món đội đầu nha cả nhà ơi. Nên chần chờ gì nữa mà mình không lên đơn đi cả nhà ơi. 52 cân là size 2, 48 cân là size 1 nha. Dạ cho chị một áo màu 48 số 5 lớn này giùm em đi Cục Vàng ơi. Mình đặt đơn là mình phải có cái này mới đi đơn được cho mình. Không có là không có cách nào mà đi đơn được hết trơn á. Hello chị Bích Ngọc nha. Rồi 57 cân là size 3, 42 cân là size 1. Đợi em tí thì em lên mẫu mới cho cả nhà nha. Bạn đang